Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Thì ngày hôm nay em đến ngay chỗ khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, giới thiệu cho anh chị xem một cái lô đất mặt tiền đường Trần Phú. Và đây trước mắt anh chị xem là con đường mặt tiền đường Trần Phú nha anh chị, Trần Phú Hòa Thành nha. Thì con đường này là lộ giới là 40m, nó vừa hoàn thiện xong cách đây khoảng 2 tháng nha anh chị. Lúc trước em quay á, là nó còn đường đỏ, em hay nói với anh chị là đang làm đường á. Thì bây giờ là đường đã làm hoàn thiện rồi. Con đường này là nó nói dài ra tới quốc lộ 22B nha anh chị. Nó dài vô tới trung tâm của thị xã Hòa Thành nè. Nó dài tới đó với đó ha. Là dài hướng này anh chị sẽ đi ra Hồ Chí Minh nha. Đi thẳng ra ngay đụng đường quốc lộ 22B luôn. Hướng này anh chị đi thẳng là anh chị sẽ ra được chợ Long Hải đâu này kia nha anh chị, xuống Trường Tây nha. Còn hiện tại vị trí em đang đứng ở chỗ này là Long Thành Bắc nha anh chị, ngay chỗ hẻm 90 á, hẻm 90 đường Trần Phú ha. Và cái lô đất em giới thiệu cho anh chị xem là cái lô này nha. Bề ngang là 5m tính từ cái ranh trụ bên đây nè. Kéo qua đây thì đất đã có ranh hết rồi nha anh chị. Do là cỏ thôi mình không thấy được một số cây thôi. Nhưng mà đất là có ranh hẳn thôi ha. Ngang 5 dài vô là 35m rưỡi. 35 mét rưỡi nha anh chị. Có thổ cư là 106 phải mấy là như 107 mét vuông đi. Còn lại là khoảng 70 mét vuông là cây lâu năm nha. Thì đường Trần Phú của mình là lộ giới 40 mét, là đất của mình là không có bị dính đường nha anh chị. Đã trừ lộ giới rồi nha. Ở trên trước này nè anh chị, còn một cái khoảng trống rất là dài luôn nữa rồi mới tới cái hành lang của lề đường Trần Phú nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ở đây là anh chị thuận lợi kinh doanh mua bán. Từ cái hướng này nè anh chị, anh chị sẽ rẽ trái đi qua đây là khoảng 700 mét là tới chợ Long Hoa nha. Chưa tới 700 đâu, thì em nói như vậy cho nó dễ anh chị hình dung. Khoảng 700 mét là tới chợ Long Hoa, chợ lớn nhất ngay chỗ thành phố Tây Ninh mình nè anh chị. Chợ là rất là nhiều cửa luôn, 8 cửa luôn ha. Rồi anh chị đi thẳng nữa, khoảng một cây số là anh chị sẽ đến được chùa Tòa Thánh Tây Ninh nha. Chùa Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Rồi anh chị di chuyển ra đường này lại quốc lộ 22B. Đi lại quốc lộ 22B thì tầm đâu đó là khoảng 5-6 cây anh chị là tới đường quốc lộ ha. Xung quanh đây là khu dân cư mua bán nha anh chị. Ở đây là mua bán rồi công ty với lại nhà. Đường Trần Phú bây giờ là rất là sung luôn nha anh chị. Và giá bán của cái lô đất em giới thiệu ngày hôm nay ngang 5m nè, là giá là 630 triệu một mét ngang, còn thương lượng nhẹ nha anh chị. Nằm ngay khúc hẻm 90 Trần Phú nha. Vị trí rất là đẹp luôn. Ngay chỗ khúc này là gần ngay với gần ngay chỗ cái gần ngay ngã ba mình đi về Tòa Thánh nè anh chị. Đi qua chợ Long Hoa sát bên luôn. Ở đây anh chị kinh doanh được rất là nhiều hình thức kinh doanh luôn ha. Ở đây em thấy mua bán đồ ở đâu cũng rất là sung luôn anh chị. Từ hồi làm đường như là đường rất là đẹp. Và hướng này là đồng thời anh chị cũng đi tới là anh chị sẽ gặp công viên Hòa Thành nha. Công viên xong rồi anh chị mới tới Tòa Thánh nha anh chị. Còn hướng công viên anh chị để trái á, là anh chị đi tới chút nữa là sẽ tới được là chợ Long Hoa nha. Xung quanh đây thì trường học, trường tiểu học, trường trung học rồi cũng rất là nhiều luôn nha anh chị. Thì ở đây là ngay trung tâm của thị xã Hòa Thành rồi, cho nên là vị trí rất là đẹp anh chị, thuận lợi kinh doanh mua bán. Hoặc là anh chị xây nhà ở gì đó cũng là rất là ok luôn. Tại vì đây là đất mặt tiền anh chị. Giá là 630 triệu một mét ngang là tổng thương lượng nha. Thì bây giờ em sẽ đi quay đường cho anh chị mình xem về hướng này đi ha, hướng về trung tâm Tòa Thánh Cao Đài đi ha. Rồi bây giờ tại vị trí đất đó anh chị, em sẽ chạy về cái hướng ngã ba mà đường từ Tòa Thánh hồi nãy em nói nè, quay đường cho anh chị mình xem nha. Thì hình như đó là chắc là cũng sắp tới sẽ đặt cống tiếp nữa anh chị, để cống ở đây rất là nhiều nè, cũng vừa mới hoàn thiện thôi. Lộ giới của đường Trần Phú là 40 mét nha anh chị, đất của mình là không có phạm đường. Vị trí rất là tiềm năng luôn, gần ngay ngã ba đường gần chùa Tòa Thánh anh chị. Thì ở đây đường này mình tính là gần với chùa Tòa Thánh thì giá nó sẽ càng cao hơn ha, càng cao hơn so với là càng gần với quốc lộ 22B nha. Ở đây đang thi công đập cống nha anh chị. Đường giới mình rất là lớn, 40 mét và có con nương luôn nè, để canh tác như giữa. Từ hồi cái đường Trần Phú nó làm xong thì em thấy bắt đầu là dân ở đây là người ta sẽ kinh doanh mua bán được rất là nhiều luôn, trở nên sầm uất và sung túc hơn.
Thì tới đây là tới ngay ngã ba rồi nè anh chị. Cái hướng về trái anh chị sẽ đi ra chỗ Long Khê tầm 600 m ha, từ đó cho tới đây là 600 m là tới chỗ Long Khê rồi. Còn chị hướng đi thẳng nữa nè, hướng anh chị đi thẳng nữa khoảng chừng 150 nữa đi là sẽ tới trường Tòa Thánh Cao Đài. Để tới đây đi thẳng nữa 150 nha anh chị, đúng một đường thẳng là anh chị sẽ ra được là đường. Để em dừng đèn đỏ đó. Qua tới đây là đường khác rồi nha chị. Qua tới đây là không phải là còn đường Trần Phú nữa. Bên đây là đường đường Nguyễn Huệ, đường An Dương Dương, em nói nhầm, ở đây là đường An Dương Dương nha anh chị. Đây là cửa sáu chùa, cửa sáu cũ nha, cửa năm mới, đường An Dương Dương. Đây em sẽ chạy thẳng đường tới cổng chùa cho anh chị mình xem nè. Đầu qua mé bên này thì đất bây giờ là gần cả tỷ một mét ngang nha anh chị. Thì nữa đường Trần Phú của mình đi như vậy nè. Thời điểm này là đường vừa mới làm xong, anh chị mua còn giá này chứ em nghĩ là tầm khoảng vài tháng nữa là sẽ không còn giá này để anh chị mua đâu ha. Đất của mình là bây giờ là đang nằm ở vị trí rất là đẹp luôn. Thì hẻm 90 á anh chị, thì hẻm lớn nhất là hẻm 100 m á. Thì càng gần với chùa Tòa Thánh thì cái số hẻm nó sẽ càng lớn nha anh chị. Cái số nhỏ nhất là tính từ đường quốc lộ 2B đổ về nha. Số nếu mà nếu mà mình đi đường từ Tòa Thánh lên đường Trần Phú thì cái hẻm lẻ sẽ nằm mấy phải nha, hẻm chẵn nằm mấy cái trái nha anh chị. Tới cổng chùa anh chị thấy chưa, chạy đây là tới đây là anh chị thấy cổng chùa rồi. Tới cổng chùa là anh chị qua là đi trung tâm thành phố luôn rồi. Thì nói chung là vé bên trái của mình nè, hiện tại là những cái đường này anh chị đi về hướng bên trái là sẽ về trung tâm thành phố nha. Rồi, đây là tới cổng chùa Tòa Thánh Cao Đài. Cửa năm mới, cửa sáu cũ nha anh chị. Trời mình là tới mười mấy, mười hai. Rồi thì từ ngay cái ngã chốt đèn thứ hai anh chị của đường Trần Phú này, đường Trần Phú em đang đứng ngay hướng chùa Tòa Thánh nha. Em sẽ rẽ trái nếu mà tính theo đường Trần Phú hồi nãy mình đi, còn giờ em sẽ rẽ phải nha. Chốt đèn thứ hai em rẽ qua ngay cái công viên Hòa Thành cho anh chị mình xem nè. Hồi nãy em nói là gần công viên á, cách công viên là một cái chốt rẽ đúng không chị? Còn mình đi chợ Long Hoa thì gần hơn. Đường Nguyễn Văn nha, thì chạy tới đây là sẽ tới công viên Hòa Thành này nè. Tới ngay cái ngã bên này là anh chị thấy được công viên rồi. Buổi tối thì khu này rất là xinh, rất là đông vui luôn nha anh chị, mua bán ăn uống luôn dọc hàng quán rất là nhiều luôn, đi chơi trẻ em rồi giải trí rất là nhiều luôn nha anh chị. Đây là công viên Hòa Thành rồi ha. Hướng này anh chị sẽ về trung tâm thành phố nha anh chị. Hồi nãy hướng bên này nè, anh chị sẽ đi qua được chợ Long Hoa luôn nè. Còn hướng này anh chị về cổng chùa Tòa Thánh nè.